Hư rồi ơi. Khu đô thị không thấy. Má trời còn gì vậy? Ê. Ê, con gì kìa? Tập con gì bay kìa? Ủa, người ta nuôi anh ơi. Ừ. Kìa kìa, nó đi xuống kìa. Ồ, nhóc vô kìa, lại coi coi. Chưa bà. Hết bữa sữa mà. Cưng à, người ta bán cái gì anh ơi? Đó 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 chào. À. Con đó gì? Ơ cho con gà nó. Thôi đâu có gà được. Đi đi. Đi mấy anh nha, thôi gửi anh nha. Trời ơi con hình như con quẹt mà đuôi dài dữ anh. Ừ. Nuôi. Cái cưng à, cho nó uống nước kìa. Để cho con. Mấy em về chị Dung ơi. Chơi đâu? Ủa công viên An Bình kìa anh. Ủa sao ngồi bị... Để không phát, để An Bình là sao? An Bình là một khu nhỏ con. Cái gờ nó chút đi. Thôi về bỏ chỗ đi. Thôi kêu nó qua nè. Con kêu nó qua. Nó ăn. Kêu nó bay đó. Cưng à? Hai kìa. Hai kìa. Sao người ta lừa được? Tao gặp. Không con. Nào qua nhé, chị ta nghe. Ok, chạy từ thang ba. Bò kìa. Hết trời bò luôn. Bò. Bò B. Bò gì? Trời ơi, bò kìa. Nắng nó có bò con gờ được. Hả? Bò quá trời bự luôn. Ừ, đâu bò con mới gờ được. Công viên. Nhìn chỉ đâu có trái gờ. Cha ơi cha. Ừ, gọi là mất tính tiền. Hả? Gọi là mất tính tiền. Ê, ba kìa, ba kìa, ba kìa. Huấn luyện bà kêu nó đứa nào lại trước ăn trước, bay lại liền. Ừ, bò con nhảy. Đâu bò con nhảy đâu. Ủa con nhảy đâu? Bò sữa, con lan bò sữa nó nhảy nhảy nhảy. Đủ con. Mà con này bự quá trời luôn á. Mấy con đó nó cũng mập nữa kìa. Con nào cũng mập chứ. Kìa kìa bò con nó, anh bò con chưa sổ mũi. Ừ, con nhỏ mà. Kìa 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 nó cài lớn nè. Đó 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 đó. Nó cài gỡn kìa. Đó đó. Nó giỡn vậy đó. À. Kìa kìa đó đó. Đứng cái gì cũng nhảy đè đầu. Nhảy là lăn lộn luôn. Ừ, nhảy là lăn lộn. Nó giỡn giỡn rồi nó đó đó lại xe. Ê, toàn kiếm thức ăn hả? Tại nhiên kiếm thức ăn. Nó giỡn nhiều nít vậy. Ừ. Ơ kìa, mới thấy nó làm. Trên đó người ta. Ừ. Trên đó xuống nó cụm con luôn. Nó ruột chạy kịp luôn á. Ê, yêu. Bò này thở bò này thôi. Ừ. Đây nè. Nhưng mà con nó, con đánh nó sợ. Hồi đó nó không giữ. Rồi đi. Đi. Bọc qua công viên kìa. Công viên An Bình. Cái gì con bò né? Con bò né. Liêu liêu con bò né, liêu liêu con bò né. Con này tê ế đái kìa. Tưởng là ế gì đái. Kìa con cá nè. Hả? Bay quá trời luôn kìa. Kìa kìa nó nhảy. Công ty Hồng Phát, công viên An Bình. Có gì đâu chứ. Có gì đâu chứ. Đâu có đường chơi cho nó. Nó lại lần đó mà lấy bông gần ra mở hả? Này khu này còn vắng mà chưa có nhà nhiều ha. Nhưng mà lại quay là nhà nhóc luôn. Nhà đang cắt rồi.
À, bên mình biết nào mới làm đường cho. Nó lại đằng đâu mở ra. Mở ra hả? Kiếm chỗ mở. Không muốn ăn thì không mở, giờ này cũng được. Được không? Dừng lại cho nó nhìn trước đi cho. Cho nó ăn cái. Cái gì xây mấy năm cha? Cái đó ra. Cái đó ra. Cái đó là bên cái gì vậy? Mùa thả diều. Bữa nào mình đi thả diều đi. Ngon không? Cho em miếng rồi bóc cho nó ăn chứ cha. Thương à. Trời ơi, dịu rồi, kìa, kìa, cắm đầu kìa. Rồi, rồi, rồi. Xuống không có đi nha. Lột nón kìa, cha lột nón kìa cha. Cha mẹ con đô mon gì mày mượn ai? Đừng có chạy. Con Doraemon con bị cái. Ê, Minh Hương quay lại, quay lại, quay lại.